Kính chào quý vị đang đến với bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ bảy ngày 22 tháng 5 năm 2021. Thưa quý vị, chiều qua tại nhà Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức họp báo công bố thông tin về công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử 23 tháng 5. Hội đồng bầu cử quốc gia đánh giá cao Ban Thường vụ các tỉnh, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan từ trung ương đến cơ sở đã rất sát sao, phối hợp chặt chẽ, thể hiện quyết tâm, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép, vừa nghiêm túc phòng chống dịch, vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội và tổ chức thành công cuộc bầu cử. Do tình hình dịch bệnh phức tạp, Hội đồng bầu cử quốc gia lưu ý các địa phương cần phải đảm bảo bí mật và công bằng trong công tác kiểm phiếu theo quy định. Cái điểm bỏ phiếu mà đã có 100% cử tri trong cái danh sách cử tri được lập cho khu vực bỏ phiếu đó đi bầu đầy đủ rồi, hoàn thành trước 7 giờ tối thì tổ bầu cử ở đó cũng không được tuyên bố kết thúc bầu cử và kiểm phiếu. Bởi vì nếu chúng ta kiểm phiếu trước 7 giờ tối, kết quả bầu cử của cái khu vực bỏ phiếu đã kết thúc sớm như vậy có thể bị lộ lọt ra bên ngoài. Tổng thư ký Quốc hội cũng thông tin về việc công bố kết quả bầu cử và một số nhiệm vụ công tác trong những ngày sắp tới. Hội đồng bầu cử quốc gia khẩn trương xác nhận tư cách người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 10 năm, trình Quốc hội khóa mới, báo cáo tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội được bầu, bàn giao biên bản tổng kết hồ sơ tài liệu về bầu cử đối với đại biểu Quốc hội và cho Hội đồng bầu cử quốc gia cũng như cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Hội đồng bầu cử quốc gia khuyến cáo cử tri cả nước khi đi bầu cử ngày 23 tháng 5 cần tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch của Bộ Y tế và thực hiện công tác bầu cử, đảm bảo an toàn theo đúng hướng dẫn của từng điểm bầu cử tại địa phương. Ngày mai, người dân cả nước sẽ đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đến thời điểm này thì thành phố Hà Nội đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị để cuộc bầu cử diễn ra thành công và bảo đảm an toàn phòng chống dịch. Các điểm bầu cử trên toàn thành phố Hà Nội đã hoàn tất trang trí trực quan, rà soát danh sách cử tri, viết thẻ cử tri, niêm yết thể lệ bầu cử và sẵn sàng cho ngày hội lớn. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các kịch bản phòng chống dịch cũng được triển khai. Có những cái phương án nếu mà dân đến bầu một lúc quá đông thì phải chuẩn bị cho ghế người ta ngồi, giãn cách 2 mét, đeo khẩu trang, diệt khuẩn. Cùng với cái việc tổ chức đón tiếp thì cũng phát thanh để tuyên truyền hát về những bài hát về Bác. Đấy, rồi là mở những cái đĩa để tuyên truyền về công tác bầu cử. Hội đồng bầu cử thành phố Hà Nội cũng thường xuyên kiểm tra định kỳ, đột xuất các địa điểm tổ chức bầu cử diễn ra trên khắp các địa bàn thủ đô. Quận Long Biên cũng đã chỉ đạo 141 khu vực bỏ phiếu phải có 141 phương án phòng dịch, đó là phải đeo khẩu trang, đó là bắt buộc. Thứ hai là giữ khoảng cách. Sẽ lên các phương án kịch bản để chia bầu cử theo các khung giờ khác nhau, đảm bảo cho sự an toàn của chính người dân, kiểm soát được các cái số lượng cử tri có di biến động. Ngoài ra, các tổ đều sẵn sàng phương án có hòm phiếu phụ để phục vụ người dân bị cách ly hoặc đang thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị trong năm 2021. Ghi nhận công tác chuẩn bị tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Phường Linh Trung là địa bàn đặc thù với nhiều khu chế xuất, khu công nghiệp, tập trung đông công nhân lao động và nhiều trường đại học. Phường đã thành lập 16 tổ bầu cử, gồm 292 thành viên tại 16 khu vực bỏ phiếu. Tổng số cử tri toàn phường đến thời điểm hiện nay là 29.200 người. Ngoài ra, phường cũng tổ chức hơn 10 buổi mạn đàm tiểu sự ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp để cử tri đánh giá đúng năng lực, trình độ của các ứng cử viên, đồng thời xây dựng phương án tổ chức bỏ phiếu bầu cử đối với cử tri đang ở khu vực cách ly kiểm dịch. Chúng tôi đã cố gắng nỗ lực thành lập các cái tổ kiểm tra để đi vào các khu lưu trú công nhân, các khu nhà trọ có nhiều công nhân ở trọ đó, thì chúng tôi cũng có tuyên truyền bằng loa phát thanh, thông qua hệ thống Facebook của phường, hệ thống fanpage Zalo của phường để góp phần cho các bạn công nhân có thể quẹt mã QR để nắm bắt thêm cái tình hình cũng như là cập nhật cái việc phòng chống Covid, đồng thời cũng giúp cho các bạn có cái điều kiện để tiếp cận với danh sách của các ứng cử viên đại biểu các cấp. Trong các cái cuộc họp tổ dân phố cũng như là họp tuyên truyền trong các cái chủ nhà trọ
để các cử tri thấy được cái quyền và nghĩa vụ trong cái cuộc bầu cử này. Tổ nhân tự quản cũng dán niêm phong lên cái bảng tin để cho anh em trong tổ nhân tự quản để nắm bắt được tiểu sử của các ứng cử viên và để bầu cử cho đúng người, để có đức có tài để phục vụ nhân dân đất nước. 2023 sắp tới và chúng tôi cũng có tranh thủ một chút cái thời gian á, là công nhân tranh thủ đi bầu cử cho các ứng cử viên đó. Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ngày hội non sông đang đến rất gần. Cử tri Thành phố Hồ Chí Minh ở nhiều độ tuổi, thành phần khác nhau đang hướng về ngày bầu cử với nhiều gửi gắm, trông đợi lá phiếu của mình sẽ góp phần lựa chọn ra được những người có đức có tài, góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Mời quý vị đến với phần điểm nội dung chính các báo phát hành sáng nay. Thưa quý vị, trang 4 báo Sài Gòn Giải Phóng có bài viết Sửa đổi luật đất đai từ đâu? Bài viết phân tích đất đai là tài nguyên sinh lợi lớn nhưng nguồn thu cho ngân sách vẫn rất thấp. Ví dụ như tại Thành phố Hồ Chí Minh, kể cả năm thị trường sôi động nhất, tổng thu từ đất chưa tới 25.000 tỷ đồng. Nguồn thu thấp do luật đất đai sửa năm 2013 có quy định nhà nước phải có chính sách điều tiết giá trị đất đai tăng thêm, tuy nhiên không quy định rõ cách điều tiết và cách thu như thế nào. Điều này khiến ngân sách thất thoát, nhà nước đầu tư hạ tầng nhưng không thu lợi từ giá trị gia tăng của đất đai. Ngoài ra, hiện luật thuế đang tách riêng với luật đất đai khiến cho các quy định bị chồng chéo và khó áp dụng. Do đó, cần xem xét hai luật này trong cùng một tờ khai tại kỳ họp Quốc hội. Sau một đêm hàng loạt tiền kỹ thuật số Bitcoin lao dốc không phanh khiến tài khoản của nhiều nhà đầu tư bị bốc hơi 50% giá trị, Bitcoin và các loại tiền kỹ thuật số khác đã hồi phục nhẹ nhưng vẫn đầy rủi ro. Các chuyên gia cảnh báo tình trạng đồng Bitcoin tăng giá phi mã và lôi kéo người nổi tiếng tham gia quảng cáo là chiêu trò để lôi kéo thêm các nhà đầu tư F0. Hiện Việt Nam vẫn chưa có quy định pháp lý điều chỉnh hoạt động phát hành, mua bán, trao đổi tiền kỹ thuật số, tài sản ảo, cũng chưa quy định đơn vị chính thức quản lý việc phát hành và giao dịch các đồng tiền ảo, tài sản ảo. Vì vậy, các chuyên gia đề xuất cần có biện pháp chế tài, cấm các định chế tài chính, tổ chức tài chính tư vấn, hỗ trợ thanh toán, mua bán các loại tài sản kỹ thuật số. Chi tiết trên trang 10 báo Người Lao Động. Trang 8 báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh số ra vào sáng nay có bài viết về thực trạng ga đường sắt Bình Triệu, Thủ Thiêm, dù đã có quy hoạch hàng chục năm nay nhưng vẫn chưa triển khai vì thiếu vốn, Thành phố Hồ Chí Minh phải gửi văn bản cầu cứu. Theo các chuyên gia giao thông, ga đường sắt này liên quan đến bài toán kết nối vùng và sự đồng bộ với hệ thống giao thông khác, giúp giảm thiểu sự giao cắt giữa đường sắt và đường bộ. Các ngành chức năng đang đề xuất cơ chế đầu tư hợp tác công tư PPP để khuyến khích các nhà đầu tư cho các dự án giao thông. Khối thi đua 18 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh làm khối trưởng vừa tổ chức lễ trao tặng công trình thực hiện chỉ thị 19 Thành ủy và trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn năm 2021 tại hai xã Bình Lợi và Tân Túc, huyện Bình Chánh. Đợt trao tặng này có 40 suất học bổng dành cho các em học sinh nghèo vượt khó, vượt lên trong học tập. Bên cạnh đó, địa phương còn nhận được 40 thùng rác phục vụ cho công tác giữ gìn vệ sinh môi trường. Tổng giá trị đợt trao tặng này gần 290 triệu đồng. Chương trình nhằm hiện thực hóa kế hoạch về hoạt động của khối thi đua 18, gồm các lực lượng Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Nông dân, Phụ nữ, Liên đoàn Lao động thành phố. Theo đó, trong năm 2021, khối thi đua 18 sẽ tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho các hoạt động khó khăn, có phân công trách nhiệm cho từng đơn vị thực hiện từng nội dung, chỉ tiêu để làm sao đảm bảo phong trào thi đua được triển khai rộng khắp, được sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, nhất là phải gắn với đặc thù của từng địa phương, đáp ứng nguyện vọng thiết thực của người dân. Những cơn mưa dông đầu mùa làm tăng nguy cơ cây xanh ngã đổ. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh có gần 150.000 cây xanh, chủ yếu tại các quận trung tâm và hầu hết có tuổi đời hàng chục năm. Không ít cây cổ thụ già cỗi, yếu mục cần được thay thế. Từ đó, công tác rà soát và kiểm tra cây xanh để đảm bảo an toàn tính mạng cũng như là tài sản của người dân tiếp tục là vấn đề nóng cần được lưu tâm. Bên cạnh tác động của mưa lớn, dông lốc bất thường, nguyên nhân sâu xa khiến cây xanh dễ ngã đổ là do áp lực hạ tầng, khai thác nước ngầm quá mức. Những tác động của con người khiến cây xanh bị yếu, chết dần, không trụ vững trước diễn biến thời tiết cực đoan. Mỗi lần mưa bão, đi trên đường rất là lo ngại. Những cây ngã hay là nhánh nó rớt, đè chúng. Tại vì những trường hợp này xảy ra rất là nhiều. Ở trên cao mình không biết, mà khi gió mạnh thì nó
cái lực gió nó xuống nó sẽ làm gãy nhánh lớn đó, nó xuống. Từ đầu tháng 4 đến nay, hơn 1.200 cây xanh ở thành phố Hồ Chí Minh đã được kiểm tra, tỉa cành, hạ thấp độ cao, cũng như đốn hạ và trồng thay thế với những cây bị hư hại sau mục, công nghiêng, chết khô và già cỗi. Đầu mùa mưa thì chúng tôi đều có cái công văn gửi 21 quận huyện và thành phố Thủ Đức để mà cảnh báo, xử lý và rà soát những cây xanh có nguy cơ ngã đổ. Và đặc biệt là chúng tôi rất là quan tâm đến các khu vực tập trung đông người, ví dụ như bệnh viện, trường học, các đơn vị hành chánh. Bên cạnh nỗ lực của cơ quan chức năng, người dân cũng cần chú ý giữ an toàn khi đi đường vào mùa mưa, hạn chế trú mưa dưới tán cây khi gió lớn. Dự kiến vào sáng nay 22 tháng 5, hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và người đồng cấp Mỹ Joe Biden sẽ diễn ra tại thủ đô Washington của Mỹ. Hôm qua, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã bày tỏ kỳ vọng cuộc gặp này sẽ đem lại động lực mới cho các cuộc đối thoại với Triều Tiên. Theo Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chung Woo-yong, bán đảo Triều Tiên đang đứng trước cơ hội thay đổi và đạt được bước tiến về hòa bình. Do đó, ông hy vọng hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Hàn sẽ tạo ra bầu không khí mới cho các cuộc đối thoại và hợp tác liên Triều, cũng như Mỹ-Triều trong thời gian tới. Hồi đầu tuần này, điều phối viên chính sách của Nhà Trắng về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cho biết cách tiếp cận của chính quyền Tổng thống Biden với Triều Tiên sẽ dựa trên hai thỏa thuận mang tính bước ngoặt được ký kết giữa Hàn Quốc và Triều Tiên cũng như giữa Mỹ và Triều Tiên. Ngoài vấn đề hạt nhân và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, Tổng thống Biden và Tổng thống Moon dự kiến cũng sẽ thảo luận về một loạt vấn đề khác như đại dịch COVID-19, vaccine phòng bệnh, cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và hợp tác sản xuất chất bán dẫn. Bên cạnh đó, hợp tác của nhóm bộ tứ gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia có thể cũng sẽ nằm trong nội dung sẽ được ông Biden nhắc tới. Hôm qua vài giờ sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas có hiệu lực, Thủ tướng Israel cho biết các cuộc không kích nhằm vào các nhóm vũ trang của Palestine tại dải Gaza đã đều được các mục tiêu đề ra. Phát biểu trong cuộc họp báo, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết chiến dịch tại Gaza đã đạt được thành công vượt trội và những thành tựu từ chiến dịch này sẽ được biết đến trong tương lai. Theo ông Netanyahu, quân đội Israel đã phá hủy mạng lưới đường hầm của phong trào Hamas tại Gaza, các nhà máy chế tạo tên lửa và các kho vũ khí, tiêu diệt được hơn 200 tay súng. Trước đó, Israel và phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas của Palestine đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn sau 11 ngày giao tranh. Quyết định này đã được cộng đồng quốc tế hoan nghênh. Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm qua đã gọi lệnh ngừng bắn tại Gaza là tin tốt lành, đồng thời bày tỏ hy vọng các bên sẽ tham gia đối thoại. Ông cho rằng giải pháp hai nhà nước là cách giải quyết duy nhất. Trung Quốc cũng hoan nghênh lệnh ngừng bắn giữa Israel và Palestine tại Gaza. Bắc Kinh cho biết sẽ đóng góp $1 triệu để hỗ trợ người dân Palestine, $1 triệu cho cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên Hiệp Quốc và 200.000 liều vaccine ngừa COVID-19 cho người dân Palestine. Trung Quốc cũng đề nghị tổ chức đàm phán hòa bình Trung Đông tại Bắc Kinh. Liên minh châu Âu-EU có kế hoạch quyên góp ít nhất 100 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho các nước nghèo hơn trước cuối năm 2021. Thông tin này được Chủ tịch Ủy ban châu Âu đưa ra vào hôm qua tại Hội nghị Thượng đỉnh Y tế Toàn cầu. Phát biểu tại hội nghị, bà Ursula von der Leyen nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo vaccine đến với mọi người dân ở khắp nơi, không chỉ thông qua việc chia sẻ hay xuất khẩu, mà còn đẩy mạnh phát triển cơ sở sản xuất vaccine. Về phần mình, Thủ tướng Italia Mario Draghi cũng kêu gọi hoàn thành tiêm vaccine cho toàn thế giới trong thời gian ngắn nhất. Cũng tại hội nghị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết sẽ chia sẻ ít nhất 30 triệu liều vaccine trước cuối năm nay và đóng góp 500 triệu euro cho cơ chế tăng tốc phân phối vaccine ACT Accelerator của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Hội nghị Thượng đỉnh Y tế Toàn cầu được nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 tổ chức theo hình thức trực tuyến tại Roma, Italia. Tại đây, các nhà lãnh đạo và các chuyên gia thảo luận cách thức cải thiện vấn đề an ninh y tế, an toàn sức khỏe, tăng cường hệ thống y tế của các nước, hợp tác đối phó với đại dịch COVID-19. Là vùng dịch lớn nhất thế giới, đến nay Mỹ đã ghi nhận hơn 33 triệu ca nhiễm và gần 600.000 ca tử vong do dịch COVID-19. Hiện gần 60% người trưởng thành ở Mỹ đã được tiêm một mũi hoặc là hai mũi vaccine. Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố chiến thắng lớn trong cuộc chiến chống lại loại virus đã khiến 600.000 người Mỹ thiệt mạng. Mỹ cũng đã dỡ yêu cầu đeo khẩu trang với những người tiêm đủ liều vaccine COVID-19. Liệu hành động này có quá sớm không trong giai đoạn này? Phản ứng của người dân Mỹ ra sao? Hãy cùng tìm hiểu trong Một Nhìn Ra Thế Giới hôm nay.
Thưa quý vị, với việc thúc đẩy một trong những chiến dịch tiêm chủng nhanh nhất thế giới và dần mở cửa trở lại, nước Mỹ đang rất kỳ vọng vào sự phục hồi mạnh mẽ sau một năm vật lộn với vô vàn khó khăn vì đại dịch COVID-19. Sự kỳ vọng của chính giới và chuyên gia kinh tế Mỹ cũng phù hợp với dự báo gần đây của các định chế tài chính toàn cầu. IMF dự báo nền kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng 6,4% năm nay và 3,5% trong năm sau. Trong bài phát biểu đánh dấu 100 ngày đầu tiên trên cương vị tổng thống trước lưỡng viện Quốc hội Mỹ ngày 28 tháng 4 giờ Mỹ, Tổng thống Joe Biden cho biết đã làm được hai việc lớn và cả hai đều liên quan đến COVID-19. Khi tiếp nhận nước Mỹ đang bị nhấn chìm trong đại dịch COVID-19, Tổng thống Biden đã cam kết sẽ tăng tốc chương trình tiêm chủng và đặt mục tiêu tiêm được 100 triệu liều trong 100 ngày đầu tiên. Theo thống kê của hãng tin Reuters, khoảng 290 triệu liều vaccine đã được phân phát trên toàn nước Mỹ, trong đó có 230 triệu liều đã được sử dụng. Con số này tương đương 2,3 triệu liều vaccine được tiêm mỗi ngày kể từ 20 tháng 1. Tính đến ngày 26 tháng 4, hơn 95 triệu người đã được tiêm đầy đủ 2 liều vaccine, chiếm khoảng 37% dân số trưởng thành. Khoảng 44 triệu người được tiêm ít nhất một liều vaccine. Và mới đây nhất, vào ngày 17 tháng 5, nước Mỹ tuyên bố với thế giới có kế hoạch xuất khẩu thêm 20 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 vào cuối tháng 6 tới, nâng tổng số vaccine mà Mỹ chuyển cho các nước trên thế giới lên 80 triệu liều, trong bối cảnh nguồn cung đang bắt đầu vượt quá nhu cầu trong nước. Những con số này được xem là một cột mốc quan trọng trong cuộc chiến chống COVID-19 của nước Mỹ. Đây là một cột mốc quan trọng, một ngày tuyệt vời. Đó là nhờ thành công phi thường của chiến dịch tiêm chủng cho rất nhiều người Mỹ một cách nhanh chóng. Hãy để tôi nhắc lại, nếu bạn đã được tiêm phòng đầy đủ, bạn không cần phải đeo khẩu trang nữa. Bạn có thể chào hỏi người khác với một nụ cười trên môi. Tuy nhiên, ông Biden cảnh báo đất nước vẫn còn quá nhiều người đang chết vì virus. Do đó, người dân phải tiêm phòng đầy đủ và phải đeo khẩu trang khi chưa tiêm đủ liều vaccine. Sử dụng khẩu trang vẫn là một phần trong chiến lược toàn diện nhằm kiểm soát COVID-19. Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra khuyến cáo mới này sau khi Mỹ ban hành hướng dẫn mới về việc nới lỏng đeo khẩu trang đối với người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19. Chỉ vài ngày sau khi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC ban hành quy định mới, theo đó, những người đã tiêm phòng COVID-19 đầy đủ và sau 2 tuần của mũi tiêm phòng thứ 2 sẽ không cần phải đeo khẩu trang ở trong nhà hoặc khi ra ngoài, cũng như không cần phải thực hiện giữ khoảng cách vật lý. Thì đến ngày 19 tháng 5, Thống đốc bang New York của Mỹ tuyên bố bang này chính thức mở cửa lại hoàn toàn các hoạt động và người dân đã tiêm vaccine không phải đeo khẩu trang bắt buộc cũng như thực hiện giãn cách xã hội như trước đây. Tuy nhiên, điều này đã gây ra nhiều phản ứng khác nhau trong dư luận Mỹ. Thật sảng khoái, tôi cảm thấy thoải mái hơn khi trở lại bình thường, gần giống như trước đại dịch, và vì vậy tôi rất hạnh phúc. Tôi nghĩ đây là một điều tốt vì sẽ khuyến khích nhiều người đi tiêm chủng hơn khi họ biết rằng họ có thể ngừng đeo khẩu trang. Tôi nghĩ tôi và những người khác có thể sẽ tiếp tục đeo khẩu trang. Nói chung đó là điều tốt vì bạn vẫn có thể đeo khẩu trang nếu muốn. Ai cũng có thể bị bệnh, và tôi không biết liệu vaccine có thực sự hiệu quả hay không. Vì vậy, tôi phải tự bảo vệ mình và đeo khẩu trang. Trước đó, nhiều chuyên gia y tế cũng cho rằng, dù ở hoàn cảnh nào chăng nữa, thì người dân Mỹ cũng nên đeo khẩu trang trong giai đoạn này. Dù ca nhiễm đã giảm so với hồi đầu năm, nhưng dịch COVID-19 tại Mỹ chưa thể kết thúc một sớm một chiều. Các chuyên gia lo ngại, biến thể virus SARS-CoV-2 sẽ làm đảo chiều thành công chống dịch thời gian qua của nước này. Tại cuộc họp báo diễn ra ngày 14 tháng 5, WHO cho rằng các nước cần thận trọng khi dỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang đối với người đã tiêm vaccine ngừa COVID-19. Theo đó, cần phải xem xét dựa trên tình hình dịch tễ ở trong nước. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo sử dụng khẩu trang vẫn là một phần trong chiến lược toàn diện nhằm kiểm soát COVID-19. Hiện virus SARS-CoV-2 vẫn lan rộng trong cộng đồng. Nhiều nước cũng đang tiến hành các chiến dịch tiêm chủng. Để ngăn chặn các biến thể lan rộng trong cộng đồng, chúng ta nên cân nhắc khi điều chỉnh quy định. Mỹ hiện vẫn ghi nhận trên dưới 30.000 ca nhiễm mỗi ngày, trong khi chỉ mới có khoảng gần một nửa dân số tiêm đủ 2 liều vaccine. Miễn dịch ở nhóm này có thể bắt đầu yếu đi vào mùa đông cuối năm. Một vấn đề khác là không ai biết được các biến thể mới xuất hiện trên thế giới. Ví dụ biến thể kép B.1.617 ở Ấn Độ sẽ ảnh hưởng ra sao? Hiện nó đã xuất hiện ở Mỹ, nhưng còn đang lây ở mức độ thấp so với B.1.17 của Anh.
Trong hướng dẫn mới nhất về cách thức lây truyền của SARS-CoV-2, CDC cho rằng chuỗi lây nhiễm diễn ra khi một người hít phải các giọt bắn và hạt khí dung bay lơ lửng trong không khí. Ngoài ra, một người có thể mắc COVID-19 nếu chạm tay dính virus rồi đưa lên miệng, mũi hoặc mắt. Một người cũng có thể nhiễm virus ngay cả khi đứng cách người bệnh hơn 2 mét. Hướng dẫn thay thế nhận định ban đầu của CDC rằng việc lây nhiễm xảy ra do tiếp xúc gần, không phải lây truyền qua không khí. Khi đại dịch bùng phát vào năm 2020, các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm cảnh báo cả CDC lẫn Tổ chức Y tế Thế giới WHO đều bỏ qua nghiên cứu cho rằng virus SARS-CoV-2 di chuyển dưới dạng các hạt nhỏ trong không khí. Một số các nhà khoa học hôm 7 tháng 5 đã hoan nghênh việc CDC loại bỏ thuật ngữ mơ hồ tiếp xúc gần. Thông tin mới có ý nghĩa quan trọng đối với biện pháp phòng ngừa trong không gian kính nói chung và nơi làm việc nói riêng. Tiến sĩ Donald Milton, chuyên gia về khí dung aerosol tại Đại học Maryland, nhấn mạnh rằng cần cung cấp mặt nạ phòng độc cho những người phải ở gần người khác trong thời gian dài. Đeo khẩu trang y tế là không đủ khi bạn ở cạnh nhiều người cả ngày. Tiến sĩ David Michaels, nhà dịch tễ học tại Trường Y tế Công cộng George Washington cho biết, các nhân viên y tế, tài xế xe buýt và những công nhân khác có thể yêu cầu mặt nạ phòng độc. Khách trong các cửa hàng cần giữ khoảng cách với nhau và đeo khẩu trang. Giữ cho không gian thoáng khí là bước phòng dịch quan trọng. Bài học về sự lơ là trong việc phòng chống dịch của Ấn Độ và sự mất cảnh giác của đảo Đài Loan, Trung Quốc và Singapore, những nơi được xem là điển hình về mô hình phòng chống COVID-19 dẫn đến dịch bệnh lan tràn và có chiều hướng nghiêm trọng hơn. Đây không chỉ là lời cảnh báo đối với nước Mỹ mà là cả thế giới. Vì thế, trong lúc này, khi mà việc tiêm ngừa vaccine phòng COVID-19 vẫn chưa được thực hiện đại trà và các biến thể virus ngày một nguy hiểm hơn, thì việc đeo khẩu trang vẫn là một điều cần thiết cho mọi người. Đến đây, Nhìn ra thế giới hôm nay xin tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau. Trở lại với diễn biến dịch COVID-19 trong nước, thưa quý vị, tuần qua, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận thêm 4 ca nhiễm trong cộng đồng ở quận 3 và quận Gò Vấp, trong đó có 3 ca nhiễm cùng một gia đình tại con hẻm trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3. Trong bối cảnh cần tận dụng 48 tiếng là thời gian vàng để ngăn chặn, sáng hôm qua, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh đã họp giao ban trực tuyến về công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Theo Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Bỉnh, trong những ngày qua, khi phát hiện ca bệnh dương tính với virus SARS-CoV-2, ngành y tế phối hợp chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo áp dụng nghiêm các biện pháp khoanh vùng, truy vết, cách ly nhằm kiểm soát không để dịch bệnh lây lan tại thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ đạo bệnh viện nhiệt đới khẩn trương giải trình tự gen đối với các ca nhiễm mới để chúng ta chủ động trong công tác phòng chống dịch. Chẳng hạn như hai cái ca ở xí nghiệp thì chúng ta phát hiện đây là cái ca nhiễm là ca thuộc chủng Ấn Độ. Liên quan đến trường hợp vợ bệnh nhân ở một chung cư tại thành phố Thủ Đức hiện làm việc tại khu công nghệ cao, các mẫu xét nghiệm truy vết ban đầu cho kết quả âm tính. Khu công nghệ cao cũng đã kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng chống dịch, yêu cầu các công ty hoạt động tại đây phải tuân thủ nghiêm 5K và rà soát người từ vùng khác đến. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong yêu cầu cần thành lập và đưa tổ COVID cộng đồng vào hoạt động tại khu công nghệ cao. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị các cơ sở tôn giáo cần tuân thủ việc hạn chế tập trung đông người, không tổ chức các hoạt động tập trung từ 20 người trở lên. Sau khi thảo luận lấy ý kiến các quận huyện về việc tạm ngưng hoạt động bán hàng tại chỗ của các quán hàng ăn uống nhỏ lẻ ven đường, dù biết đó là cuộc sống mưu sinh của nhiều người dân, nhưng trước diễn biến phức tạp như hiện nay, đảm bảo sự an toàn cho người dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cũng cho rằng cần cân nhắc thận trọng. Các cái quán ăn uống nhỏ ven đường đó thì thống nhất với các đồng chí là cho bán mang về nhà chứ không cho bán và tổ chức bán tập trung. Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 30 người trong một phòng. Không tụ tập từ 20 người trở lên ngoài phạm vi công trường, công sở, trường học, bệnh viện. Giờ cán bộ công chức á, viên chức phải gương mẫu đi đầu, đồng thời vận động người dân, gia đình, hàng xóm trong việc thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu đảm bảo công tác y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức thực hiện tốt công tác phòng chống dịch tại các điểm bầu cử,
Ủy ban bầu cử các cấp bố trí bỏ phiếu phù hợp theo diễn biến dịch, đảm bảo 100% các điểm bầu cử thực hiện đầy đủ khuyến cáo 5K. Ban chỉ đạo phòng chống Covid cũng đã tính toán đến đầy đủ các phương án, trong đó đảm bảo đầy đủ quyền lợi của cử tri, bao gồm cả những người đang trong thời gian cách ly tập trung và cách ly tại nhà, để họ có thể thực hiện được đầy đủ quyền công dân của mình, nhưng vẫn đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong hoan nghênh tinh thần vào cuộc truy vết quyết liệt của HCDC khi chỉ trong thời gian ngắn đã xác định được nguồn lây của 2 ca bệnh ở Thành phố Thủ Đức và quận 7 từng đi về Hải Phòng. Thực hiện chỉ đạo của Thành phố Hồ Chí Minh, ngành y tế đã khẩn trương thần tốc truy vết xét nghiệm trong vòng 24 tiếng đồng hồ, đã thực hiện hơn 10.000 mẫu, phối hợp với Viện Pasteur để làm thêm các kháng thể xác định nguồn lây. Lãnh đạo thành phố đề nghị HCDC tiếp tục khẩn trương vào cuộc điều tra chính xác nguồn lây của các ca bệnh mới phát hiện. Gấp rút chấp hành quy định chống dịch từ 18 giờ tối qua thì các quán ăn nhỏ lẻ, ven đường và vỉa hè trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã dừng phục vụ khách tại chỗ, chỉ bán mang về hoặc là giao hàng online. Ghi nhận được thực hiện lúc 18 giờ tối qua của phóng viên HTV. Thưa quý vị, hiện tại chúng tôi đang có mặt tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Và trước đây thì con đường này có rất đông những cái hàng quán, quán ăn vỉa hè ở lề đường và rất đông người đến ăn. Nhưng theo ghi nhận thì như quý vị cũng đã thấy, các quán ăn đã bắt đầu xếp lại những cái bàn ghế của mình và không nhận khách ngay ngồi ngay tại quán mà chỉ chuyển sang hình thức là bán hàng mang đi. Tôi cũng có nghe phổ biến ở trên TV với lại đài đồ á. Nên là bây giờ là đang chuẩn bị dọn hết mấy cái bàn dẹp vô. Bây giờ dịch bệnh nhiều quá tràn lan á, mình phải cũng phải tự biết giữ cho mình. Từ một quán ăn đã phải phong tỏa cả một con hẻm, với những quán ăn nhỏ lẻ rất khó kiểm soát dịch bệnh. Chính vì vậy, quy định mới của thành phố nhận được nhiều sự đồng thuận của người dân. Cũng nghe quy định này thì hợp lý là để giữ cho toàn dân nước Việt Nam của mình để chống dịch. Mọi người nên tránh những khu đông người và cái quán lề đường trong cái tình trạng dịch bệnh đang phức tạp. Dù cho bán mang về, bán online, nhưng thành phố yêu cầu các quán ăn uống nhỏ ven đường phải tuân thủ nghiêm biện pháp 5K của Bộ Y tế. Đối với các nhà hàng ăn uống có trên 10 người lao động, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vẫn được hoạt động nhưng phải tuân thủ theo nguyên tắc không quá 20 người cùng lúc và phải ngồi giãn cách. Trong lúc mà tiếp xúc với khách hàng, bên quản tôi cũng nhắc nhở khách hàng luôn đeo khẩu trang. Người dân phải giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét nơi công cộng, hạn chế tập trung đông người ở đường đi bộ Nguyễn Huệ, Bùi Viện. Để hạn chế nguy cơ lây lan dịch COVID-19, thì Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo tạm ngừng hoạt động tàu cao tốc vận tải hành khách kết hợp du lịch đường thủy từ Bến Bạch Đằng, quận 1 đi Cần Giờ và Vũng Tàu. Theo đó là cũng theo chiều ngược lại. Thời gian tạm ngừng hoạt động cho đến khi tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát và mọi hoạt động xã hội ổn định trở lại, đơn vị khai thác tuyến sẽ phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục duy trì các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định và các điều kiện an toàn tại bến để đảm bảo an toàn khi tuyến vận tải hoạt động trở lại. Đây là đề xuất của các doanh nghiệp khai thác tuyến tàu cao tốc trong bối cảnh tàu ế khách vì tâm lý người dân hạn chế đi lại. Thông tin cập nhật, thưa quý vị, qua giải mã bộ gen SARS-CoV-2 của hai bệnh nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh, tối qua Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh cho biết bệnh nhân 4.583 ngụ quận 7 có nguồn lây từ biến chủng Ấn Độ, còn bệnh nhân 4.780 ngụ quận 3 có nguồn lây từ chủng Anh. Cả hai biến chủng này được cho là có khả năng lây lan nhanh trong cộng đồng. Bản tin sáng nay của Bộ Y tế cho biết trong 12 giờ qua thì Việt Nam đã có 20 ca mắc COVID-19 ghi nhận tại Bắc Giang 11 ca, Bắc Ninh 3 ca, Thái Bình 1 ca, Hải Dương 4 ca và Điện Biên 1 ca. Như vậy, cả nước hiện có 4.961 bệnh nhân. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 1.912 ca. Trong khi chờ vaccine để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh, toàn dân tiếp tục thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, gồm khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập và khai báo y tế. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.